Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Trải nghiệm đồ chơi mới ha, dọc cái đồ chơi mới. Ở kiến này thì nó không có khoái ánh sáng lắm, cho nên nếu mà mình để ánh sáng nhiều quá nó sẽ bị stress ha. Tắt hết đèn, mình bật cái này lên thôi để mình focus cho nó, mình tập trung mình ngắm nhìn đó. Ok, rất là đơn giản ha. Nay mình thấy nó hơi vàng vàng rồi, nhưng mà vẫn còn ok để gấp ra coi đụng nó còn ướt không. Đây là một miếng thịt dăm bông 3 ngày rồi, bỏ được rồi. Nào nó khô rồi, nó nằm chi chít trên này. Ôi, quay rõ dữ vậy ha. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ trải nghiệm đồ chơi mới ha, dọc cái đồ chơi mới mà mình mới vừa đem về, chắc mọi người cũng biết đó là gì vậy gì. Ok, hết đất trước cái này để lát xong quá quên. Ôi, vô nhà hết đỡ đau tài hơn. Ngoài kia chống lên mấy cục đá đau quá. Hít giết gân tay nổi luôn. Nổi hết. Quá ngầu luôn. Ok các bạn, có nhiều người nè. Có nhiều người nói anh Nam còn con gì anh Nam chưa nuôi hay không. Thì thật sự mà nói là còn rất là nhiều con chưa nuôi nha các bạn. Nhưng mà những cái con này nó, những cái con mà mình nuôi thì mình thấy nó có cái sự hấp dẫn riêng của nó, và mình muốn trải nghiệm và gọi là kích thích mọi người ha. Ok. Đây là căn nhà kiến của mình. Mình để nó trong này, bởi vì trong này nó cái nhiệt độ nó ổn định. Nó không có bị mình để ngoài trời á, buổi trưa giờ này nó nóng quá, tối xuống nó lạnh quá, cho nên mình để trong cái phòng kín ha. Hôm nay chúng ta sẽ dọc tổ kiến. Bởi vì mấy con kiến này mà tốn tiền mua cái đèn nè. Chưa biết mở làm sao luôn. Này cũng hít. Như nó có cái remote. Đây các bạn. Bởi vì mua cái tổ kiến nên mua cái đèn này để tối nằm ngắm. Tối là tống hết đèn nè. Ở kiến này thì nó không có khoái ánh sáng lắm, cho nên nếu mà mình để ánh sáng nhiều quá nó sẽ bị stress ha. Thì bình thường mình nuôi tối này, lúc nào mình tối mình rảnh mình muốn nằm mình ngắm á, thì mình sẽ tắt hết đèn, mình bật cái này lên thôi để mình focus cho nó, mình tập trung mình ngắm nhìn đó. À, tốn tiền mua cái đèn. Rồi ok, thôi để đem ra ngoài nói chuyện nha. Trong này phòng này nó cũng hơi ngợp. Mình sạc tiếp cái đèn coi. Đem ra đây luôn hả? Ok. Đây, ngồi trong nhà đi. Đây. Bữa giờ mình đem về nhà chắc cũng... Ngồi ở đây đi. Bữa giờ đem về nhà chắc cũng mấy ngày ta. Cũng 5-6 ngày vậy ta. Chắc cũng cỡ 5 ngày, 6 ngày gì đó. Đây các bạn, xin giới thiệu với các bạn cái tổ kiến của mình ha. Tổ kiến này thì mình vừa sưu tầm được ở bên HT Exotic Zone ha. Rất là thú vị luôn. Bữa giờ nó cũng cho mình rất là nhiều cái niềm vui. Đó rồi. Đây cái tổ cái tăng này bữa mình có giới thiệu trong cái clip cũ rồi ha, nó gồm hai phần. Một phần là cái khu vực nó đi săn mồi kiếm ăn. Phần thứ hai là cái nest. Tức là cái tổ của nó ở trong đây. Đó thì hôm nay đã là ngày thứ tư thứ năm gì rồi. Thì mình các bạn nào mà có coi những clip trước của mình rồi á thì chắc sẽ biết ha. Trong cái tổ này nó cũng cần cái độ ẩm, chúng ta phải bơm nước vô cái lỗ bên này. Đó. Thì lúc mình bơm nước vô á là mình sẽ thấy nó sẽ có cái hơi nước động trên này. Đồng thời là đây là một cái cải tiến mới của bên HT nè, là xử lý được cái chỗ này nó có những cái khe để cho nó thoát cái nước lên, nó không bị ẩm quá thì cũng làm là phát sinh những con cháy rận đồ này nọ các thứ á. Đó, nó cũng hại cả đàn kiến luôn. Mà cái khe này to quá thì con kiến nhà mình nó sẽ chui vô được, thì nó cũng đã coi như là cắn lộn với kiến này luôn cũng không được, cho nên cái khe nó phải rất là nhỏ. Và điều quan trọng là mình quan sát mình thấy bây giờ nó đã hết cái mờ xương rồi nè, chứng tỏ là hết độ ẩm rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ bơm nước vô. Bây giờ sẽ lấy một cái ly nước. Nhiều quá trời việc luôn các bạn, rất là nhiều việc luôn, nhưng mà thấy gì lạ lạ là vẫn khoái đem về. Mắc cười lắm. Phụ huynh của mình mỗi lần mình đem đồ gì mới về, trời ơi, tao hết biết mày luôn rồi Nam. Tao hết biết mày luôn rồi, mày còn gì mày nuôi nữa không?
Mày nuôi đủ thứ cái á. Thêm cái đèn này cho nó sáng sủa. À. Đây, thì bây giờ chúng ta để bơm nước vô cái nét này á. Thì chúng ta phải bơm nước vô cái lỗ này nè, cái lỗ nhỏ xíu nè. Thì để vậy chúng ta cần phải có dụng cụ mới vừa mua luôn. Này bơm nước nha, chứ không phải để bơm đồ vô rồi. Đây. Đây các bạn. Cái này lát sẽ được chọc vô cái lỗ này. Đâu rồi? Này. Đó, bơm nước vô. Chúng ta sẽ rút rút cản luôn đi. Rút cản luôn, số 8 luôn cho nó phát. Rồi. Bơm từ 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 do nước nó sẽ chảy vào những cái rãnh như này nè. Ok, rất là đơn giản ha. Mình thì giờ đối với bộ môn này mình cũng là newbie thôi, vừa chơi vừa tìm hiểu, vừa học hỏi, vừa quan sát thôi. Chưa rành gì nó đâu các bạn. Hy vọng là sắp tới nó sẽ kéo kén làm tổ ha. Rồi, đây là việc đầu tiên là khoảng 5-6 bữa gì đó, khi mà các bạn thấy cái mặt kiến chỗ cái nét này nó không có mờ sương nữa thì chúng ta sẽ bơm nước vô. Khô quá cũng không được nha các bạn, khô quá thì con kiến nó cũng không phù hợp sống. Còn nóng quá đó thì con kiến nó cái gì ướt quá thì nó sẽ sinh ra cháy rận ha. Cái này mình sẽ để dành cho lần sau xài tiếp, cất cái đây. Mệt quá. Rồi. Bây giờ chỗ cái này á chúng ta sẽ đậy lại, tại con kiến nó không có thích ánh sáng lắm đâu, để lâu quá nó sẽ bị stress ha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần này. Thì trong cái phần tổ này đó, các bạn thấy là cái ống này nè. Này, tôi cũng có cái đồ chơi gấp luôn. Cái này á là nước uống nè. Ha. Nước uống này chúng ta sẽ cho nó uống qua cái miếng bông gòn này. Đó. Còn cái chỗ này là nước đường nè. Nay mình thấy nó hơi vàng vàng rồi, nhưng mà vẫn còn ok để gấp ra coi đụng nó còn ướt không. Tại vì nước đường này mình cũng đổ ít thôi. Cũng còn ướt các bạn. Cũng còn ướt, còn hút được. Còn xe được. Ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ tụi này á thì anh em nói là hôm bữa anh em tư vấn là cho các bạn nó ăn dế ha. Con dế sẽ được cắt cái chân là ngay chỗ có cái gai đi. Đó thì tụi dê, tụi kiến này nó sẽ săn. Nhưng mà hôm bữa mình về là mình thấy tội nghiệp mấy con dế quá. Mình chưa cho ăn thử cho nên là mình lấy cái miếng dăm bông á, cái miếng thịt nguội á, mình xé ra miếng nhỏ mình cho nó ăn, nó cũng ăn luôn các bạn. Xong rồi mình hỏi một số anh em nuôi kiến á, thì anh em nói chủ yếu nó ăn con dế, con đồ á, là để nó hút cái dịch lỏng ở trong con dế. Đó, nó hút những cái chất đó. Đó, thì nó tốt cho con dế hơn. Đó, thì mình nghĩ chắc mình cũng sẽ cho nó ăn dế thôi, để đúng cái thức ăn của nó. Nhưng mà mình thả thử một miếng dăm bông thịt nguội vô thì nó vẫn dứt, các bạn, dứt dụng dằn hết đây nè. Đây, bây giờ mình sẽ gấp ra. Sẽ lấy cái này gấp bỏ ra. Cái chén này là cái chén cái gì đó, trùng huyết, ngâm cho mấy con cá beta này nó ăn. Giờ mình sẽ gấp rác ra nha. Đồng thời trong này cũng sẽ có một số bạn kiến bị chết nữa. Giờ chúng ta sẽ làm dọn vệ sinh. À, với lại trong đây á là có một bạn chuồn chuồn. Thì cái bạn chuồn chuồn này á là hôm qua là mình thấy bạn đó, hình như chuồn chuồn cái tuổi đời nó cũng ngắn. Nó ngắn lắm. Thì hôm qua mình thấy nó đang đậu rồi nè. Thấy tự nhiên nó rớt xuống, nó giật coi như là nó muốn chết rồi các bạn. Mà tự động thôi. Chắc là hết tuổi đời nó rồi. Đó, nhưng mà nó vẫn còn sống. Thì mình thấy vậy thì nó cũng gần chết rồi, mình thả vô đây luôn. Đó, mình thả ở đây luôn thì nó dứt. Giờ còn lại sót lại cái cánh thôi mà, để mình gấp ra từ từ nha. Đây là một miếng thịt dăm bông. Miếng này mình bỏ trong đây chắc cũng phải 3 ngày rồi, bỏ được rồi. Nào nó khô rồi, để lâu nữa sợ nó móc. Mà nó móc luôn chứ sợ gì nữa. Đây, mình sẽ bỏ. Mình sẽ kiếm đồ ăn khác cho bé nó ăn. Đây hình như là một phần của bạn trùn trùn đây. Đây hôm nay sẽ là ngày dọn dẹp cái ổ kiến nha các bạn, cho nó sạch sẽ. Rồi trong đây có một số hình như có em kiến chết nữa các bạn. Nè, chết nè.
hình như là những cái này thì tuổi thọ nó cũng không cao. Bữa mình có nghe nói là con cái dòng tụi Walker tụi này nọ thì nó sẽ không cao đó. Thì nó chết rồi con Queen nó sẽ đẻ ra một cái đám mới thôi. Thì cũng vui lắm. Anh em thấy mình sưu tập kiến, nuôi kiến, cái đầu những anh em mà chuyên về kiến có nhắn tin cho mình chia sẻ về cái cách chăm sóc và những cái kinh nghiệm của anh em rất là nhiều luôn. Thank you anh em rất là nhiều nha. Thì anh em nói là anh soi tụi này ít thôi nha anh. Anh soi nhiều quá nó bị stress là nó đi nguyên đàn luôn. Anh soi ít thôi. Khi mà cái con Queen mà nó thấy giống như là thoải mái á, không có mối nguy hiểm gì thì nó đẻ rất là đã. Anh em chỉ mình một số cách để cho nó săn mồi nhưng mà nó an toàn nữa. Đây là quyền bàn kiến chết với lại những cái miếng thịt nó bị rụng bụng ra nè. Giờ mình sẽ làm dọn dẹp vệ sinh. Anh em nhớ dọn dẹp vệ sinh, nếu không dọn dẹp vệ sinh á, thì thứ nhất là cái đồ ăn nó lâu ngày nó sẽ lên mốc, thứ hai nữa là kiến ngoài nó vô. Đây cũng là một bàn kiến. Ồ, kiến này còn sống, tưởng đi chết rồi chứ. Đây gấp những cái vụn này ra ngoài bỏ cho nó sạch sẽ. Cái này nó còn phù hợp với lại những người bận rộn hơn nữa. Tại vì cái này nó không có này. Cái này nó không có đòi hỏi chúng ta phải dành nhiều thời gian cho nó, mà thậm chí là dành nhiều thời gian cho nó là càng không tốt nữa ha. Cho nên là cái này ai mà bận rộn là làm một ổ tối đi làm về mệt, sau khi cơm nước xong hoặc là có những việc nào mà cần suy nghĩ đồ này nọ đó, pha ly nước ăn cơm nước xong pha ly đồ uống nước cam rồi ngồi ngắm tụi nó, xem tụi nó làm việc, xem tụi nó gọi là teamwork với nhau, xem tụi nó đi kiếm ăn đó, là bảo đảm là giảm xì chết liền. Nó ngồi gấp mỗi tay quá. Đúng ra cái này cũng đúng các bạn, cái này là cái đồ để mà mình kẹp mấy miếng gạt mình vệ sinh cho mấy con bét á, nhưng mà giờ xài đỡ. Đúng ra cái này nó cái nhíp á, cái nhíp thì nó năng động hơn, nó tiện hơn. Đây cái bình nước của nó nè đó, nó sẽ nhấp nhấp đây, nó rút cái nước ra. Này bữa nào xuống HT kiếm một cây đồ long đao khác, cái này nó không có được thuận lắm. Chiều nay mình sẽ cho mồi mới vô. Đúng ra cái này á, nói chung chơi những cái dòng săn mồi á thì mình quay được những cái khoảnh khắc nó săn mồi trong tự nhiên á. Nói chung là trong cái này nè, giống như trong tự nhiên, mô phỏng tự nhiên á thì nó sẽ hấp dẫn. Nhưng mà đáng tiếc thì nó sẽ ảnh hưởng cái quy tắc, cho nên là mình hạn chế luôn. Đá đấm đồ. Dọn dẹp vệ sinh đi. Ok. Cái này hình như một tuần làm có một lần các bạn. Mình mới đem được tuần đầu tiên thì mình thấy là sau một tuần thì có hai bạn kiến chết. Thì không biết cái chết này là nguyên nhân là do cái tuổi đời nó hết rồi hay là nó bị gì đó. Nhưng mà mình thấy về cái những bạn kiến còn sống nè, rất là năng động ha. Có nghĩa là mình cảm nhận là các bé nó đã thích nghi rồi đó. Cho đồ ăn vô là ở đầu nó ăn, nó vận động. Ở trong này tổ này bắt đầu nó cũng chia ra những cái ngăn. Rồi có một con bàn kiến cũng chết ở trong này. Nó phải chết không? Nhưng mà nói chung là cái tổ mới đem về tuần lễ thôi, nhìn vẫn còn khá là sạch sẽ. Khá là sạch sẽ đó. Còn cái cánh hay cái gì. Bữa giờ cũng nhiều bạn hỏi lắm, anh ơi anh mua tổ kiến bao nhiêu, mua ở đâu, cái này phải đặt hàng trước nha các bạn. Nói chung nó cũng rẻ chứ nó không có mắc, nhưng mà nó hiếm hàng thôi chứ không phải là nó hiếm về mặt số lượng. Do cái vấn đề vận chuyển đồ vận nhập đồ vô á, nó bị trục trặc, nó khó khăn, cho nên là phải đặt trước khá lâu á. Mình đặt cái này là 2 tháng mới có để trải nghiệm nha anh em.
mình thấy cái việc chăm sóc nuôi kiến này nó rất là đơn giản, để gấp này vô để lát quên. Chỉ cần một chén nước đường nè, quay qua đây cho anh em ngắm, chỉ cần một chén nước đường nè, một cái nước sạch uống nè, rồi đó, cái về với quy cách về cái môi trường sống là có khu vực này với lại một cái tổ, rồi mỗi ngày chúng ta cho bé nó ăn mồi sống. Mồi sống thì nó chỉ cần dế thôi là ok. Thì mình thấy là cái thứ nhất là cái chế độ chăm sóc nó khá là đơn giản, không có cầu kỳ về mặt thức ăn, điều kiện chăm sóc đó. Thì thứ hai nữa là nó dành cho những người bận rộn, thấy không, ai mà cuối ngày mới có thời gian rảnh để mà ngồi thư giãn á, thì đây là một cái bộ môn nó khá là phù hợp luôn, tại vì nó sẽ không tốn nhiều thời gian của anh em đâu, mà nó rất là thú vị nha anh em. Ghép có cái cọng gì ở đây mà một cọng lông, nhưng mà mình nói chung là mình nhìn rất là đẹp. Thì hôm qua mình bữa mình có quay YouTube ở bên chỗ HT rồi, thì mình có đọc comment cũng một số bạn nói nếu mà giấu được cái chén nước đường và cái chén nước uống này là đẹp hơn nữa, thì mình cũng đồng ý luôn các bạn. Nói chung là giờ mình nhìn vô là mình rất là ưng ý luôn á. Chỉ có hai cái nó phô cái mắt mình nhất là cái chén nước đường này và cái ống nước này, là nó gọi là nó không có đồng bộ, nó thiếu sự tự nhiên. Thì đang suy nghĩ có cái cách nào mà để cho nó hợp với cái cảnh này hay không. Đang suy nghĩ ra cách chế sao cho nó hợp với cái cảnh này. Nhưng mà trong cái gọi là trong cái thiết kế mà cái môi trường sống các bạn, nó sẽ có hai vấn đề. Con nào cũng vậy thôi, nó sẽ có hai vấn đề, kể cả bên bò sát cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta thiết kế cho nó đẹp, ngắm nghía cho nó sướng, thì cái vấn đề mà gọi là thao tác về dọn dẹp vệ sinh á, nó sẽ rất là cực đó. Cho nên là còn cái nào mà nó tiện dọn dẹp vệ sinh á, thì nó lại nó lại không đẹp đó. Bên phía lên chuồng igu rồi cũng vậy, nhiều anh em thì thích làm rất là đẹp, lũa cây cối đồ background các thứ nó đẹp, thì nó lại bị một cái vấn đề là khi con igu nó đi vệ sinh dọn dẹp nó cực lắm, nó ị, nó chi, nó chét lên nền rồi tùm lum. Còn nếu mà làm cái chuồng mà đáy lưới để cho y vệ sinh thẳng xuống luôn á, thì nó gọn, nó dễ dọn dẹp vệ sinh, tuy nhiên là nó sẽ không đẹp đó. Thì cái nào nó cũng vậy. Thì tương tự cái chuồng kiến này nè, mình bây giờ nếu mà mình chế cái gì đó, mình đang suy nghĩ, chưa có suy nghĩ ra, anh em nào có góp ý á, thì anh em comment bên dưới giùm mình nha, để giấu đi cái ống nước, chén nước đường này và cái ống nước ở đây đó. Thì hình như là bữa chiều nói á, là đối với cái thiết kế cũ là nó có cái ống nước bắc ở ngoài đây nè, dòng lên đây nè đó, nó nằm bên ngoài cái bộ này luôn đó. Nhưng mà cái này thì nó lại nằm ở này, mình mở cái ốc ra mình bắt cái kia vô dám được không nè, để từ từ suy nghĩ cách đó. Đó, mình cho cái chén nước ra ngoài luôn, rồi mình thay nước gì ngoài đây cũng được. Ở bên chim bên gọi là cái cống nước của con chim sơn ca đó, nó có cái hình thái này, cái hình thái cái ống, xong rồi nó cong cái mỏ lên để mình coi mình lấy cái đó mình xài được hay không, để bên ngoài luôn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cũng có một cái số điểm mình thấy nó hơi nhỏ các bạn, hơi nhỏ. Mình hình dung cái tổ kiến nó phải bự cả ngàn con, nó bò lít nhít vậy nè. Thì hy vọng là trong tương lai là tụi này nó sẽ đẻ ra rồi nó xây được những cái kiến trúc về tổ rất là đẹp để cho mình ngắm. Chứ còn này nhìn nó hơi nhỏ, mình nhìn trực tiếp ở đây là mình cũng chưa thấy sướng nữa. Không biết là anh em coi qua clip có thấy sướng hay không ha, nhưng mà mình nhìn trực tiếp đây với cái gu mình là mình thích bự hơn nữa. Nó có những cái mẫu chuồng kiến bữa mình giới thiệu các bạn, nó còn nhỏ hơn cỡ này nữa. Cái này là thuộc dạng tương đối là gọi là penthouse tôi gọi là penthouse trong giới kiến rồi đó. Nhưng mà đối với mình thì mình vẫn thấy nó còn hơi nhỏ ha anh em, phải chi nó bự chút xíu nữa thì ok hơn. Hôm bữa mình thấy tụi nó dùng cái kìm của nó đó, cái hai cái kèn của nó chứ, nó tha từng cái cục này. Miếng hôm bữa đó là cái miếng này mình để vô đây á, là nó to phải gấp coi như là gấp 4 lần cái miếng này ha, gấp 4 lần miếng này. Rồi nó cắn dụng, nó ăn ra thì nó còn sót miếng này, nhưng mà bắt đầu nó đã bị khô cứng và nó móc bóc rồi, cho nên là mình lấy ra.
Thì theo như anh em mà chơi trước, anh em nói tụi này nó rất là dễ bị stress đó. Anh thăm nó ít thôi, ít vọc thôi. Vọc nhiều quá là nó không có thoải mái đâu, nó sẽ bị stress á. Anh phải để cho nó thoải mái tinh thần thì nó sẽ sinh sản nó tốt hơn. Thì mình cũng đang hóng à, đang tối nào cũng lấy ra ngắm á, tối nào cũng ngắm 5-10 phút à, chứ không dám ngắm nhiều, ngắm nhiều sợ nó bị stress. Và mình có đặt thêm 2 ổ nữa để về mốt mình làm một cái hệ luôn, mình ngắm nghía được rồi. Xong rồi hôm bữa mình mua xong rồi tối về mình nằm mình ngắm cái, mình tối á, thường thường mình nằm dưới này nè, chỗ này mình nghỉ ngơi, mình nằm mình ngắm, xong ấy mình tắt hết đèn luôn đó. Thế mình lúc đó mình chưa mua đèn này, mình chơi cái đèn flash để đây à. Để đây mình ngồi ngắm nó, nhưng mà mình thấy đèn nó không có đủ sáng, cộng với lại không có điện thoại để mà làm việc, để rep tin nhắn đâu, quyết định lên Shopee mua cái đèn này về để mà tối nằm ngắm cũng khá là đẹp mắt á. Thấy tụi nó lanh, tụi nó bò đi, nó kiếm ăn, nó nhưng mà chưa thấy ở đây, không biết nó có thà vô cho con Win ăn không. Anh em nói sắp tới nó sẽ kéo kén đẻ rất là nhiều nha. Đó, kéo kén đẻ rất là nhiều. Ở đây mình thấy tụi nó đang đu ở trong đây rất là nhiều luôn nè. Đó, thì không biết là đến khi nào nó đâu nó sẽ thích nghi để là nó làm. Bị chói à? Chói à. Nói chung là khá hấp dẫn á, bữa giờ chắc cũng phải 5-7 bạn gì hỏi anh ơi anh mua tổ kiếp bao nhiêu, anh cho em xin tên shop đi. Thấy cũng khoái khoái. Buổi tối thì nhiều, buổi tối nó ra nhiều hơn các bạn, buổi sáng nó ra ít hơn, buổi tối thì nó đi ra ngoài, nó bò vòng vòng đây nhiều hơn. Không biết con Queen đâu luôn. Không biết con Queen luôn. Cái dòng này á, cái dòng này thì bữa anh em chỉ là ngay chỗ cái vai của nó, cái gù vai của nó nhô lên, nhô hơn do là như nó có cánh đó ta. Nhớ vậy không biết đúng không? Chắc vậy á. Xong rồi sau này nó rụng cái cánh đi cho nên là mình nhìn thấy nó sẽ gồ lên, nhưng mà cũng khá là khó phân biệt á. Này chắc phải đổ ra một cái thao lớn á rồi mình nhìn mới thấy được, cứ giờ nó nằm trong đây là bó tay luôn rồi. Để nằm chi chít trong này. Ôi quay rõ dữ vậy hả? Đẹp quá. Không biết có phải là nó đang làm nhiệm vụ của nó hay không nữa. Mà thấy là bu là kín mít đó. Kín mít trong cái lỗ đó luôn á. Thôi điện thoại quay nét quá ta. Cái Samsung iPhone bữa anh quay nó không có được nét. Quá đẹp luôn. Rồi ok các bạn, thôi cho các bé đi nghỉ ngơi đi. Đây là cái việc dọn dẹp vệ sinh cũng như là lần đầu tiên đối với cái tổ kiến này về nhà Nam Công Farm. Bữa giờ mình mua về là mình để nguyên thôi cho nó thích nghi, mình cũng tránh có vọc có này có nọ vô, mình chỉ cho nó một miếng thịt dăm bông vô thôi để cho nó ăn uống rồi nó thích nghi với cái môi trường mới, cái nhiệt độ mới. Anh em lưu ý là bữa bên HT có tư vấn với mình là anh em nuôi kiến là anh em tránh tuyệt đối cái trường chuyện mà để cho cái nhiệt độ nó thay đổi đột ngột nha. Có nghĩa là đang nóng quá chuyển qua lạnh quá mà nó phải thay đổi thì nó cũng phải chậm chậm thôi cho tụi nó thích nghi. Nói chung là tụi này nó khá là nhạy cảm, dễ bị stress, và khi stress là nó có thể là nó sẽ chết cả bầy luôn. Đó là những cái điều mà mình ghi nhận đối với một cái newbie chơi một cái dòng mới và được anh em tư vấn. Thì từ những cái thông tin ban đầu như vậy, trong quá trình mình chơi mình sẽ quan sát tìm hiểu tiếp, cũng như là tiếp tục hỏi han, học hỏi những anh em đi trước về cái bộ môn này. Nói chung là mình hứng thú với nó đó, Tại vì biết sao? Thứ nhất là về mặt điều kiện chăm sóc thì nó khá đơn giản, không có rườm rà, không mất thời gian, không đòi hỏi chúng ta phải tiêu tốn nhiều thời gian với nó. Cái thứ hai nữa là mình vẫn để loài kiến các bạn. Tại vì loài kiến là một cái cộng đồng rất là lớn, và trong đó nó có phân chia nhiệm vụ với nhau. Một cái tính cộng đồng trong này, và nó là mẫu hệ ha, giống như nó có con Queen, mọi cái sinh hoạt, mọi cái này nọ đều xoay quanh con Queen đó hết. Con Queen mà đi bụi là cả đàn nó sẽ đi bụi luôn. Đó thì mình khá là hứng thú với nó đó, mình rất là hứng thú với nó. Mình nghĩ mình sẽ
Chứ quan trọng nhất là mình chơi nó mình thấy nó cũng cũng rẻ tiền. triệu ba mình ngồi mình ngắm nghía trải nghiệm thì mình thấy nó cũng khá là rẻ. Còn ví dụ những con khác thì nó sẽ hơi mắc hơn, chuồng nuôi cũng sẽ tốn nhiều diện tích hơn, ăn uống cũng khó khăn hơn đồ này nọ. Còn đối với con kiến thì mình thấy mọi chuyện nó khá là đơn giản, nó phù hợp cho tất cả mọi người luôn các bạn. Tại vì thứ nhất là tụi này mình thao tác thì mình cũng sẽ có những cái dụng cụ để mình thao tác ha. Nó cắn thì cũng đau á, nghe nói nó cắn cũng có độc cũng bê á, nhưng mà mình thì cũng không có thao tác đụng chạm nó làm gì cả. Cái này mình dùng để đưa nước vô gấp đồ, gấp những cái xác con kiến nó bị chết, nó tới tuổi nó chết bỏ ra ngoài, dọn dẹp vệ sinh thì vậy thôi, thao tác thông qua cái này thôi, cho nên là khá an toàn. Nó phù hợp với trẻ con, người lớn, phụ nữ, đàn ông, mình nghĩ là nó đa dạng, mình nghĩ nó sẽ thu hút được nhiều người á. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi, cái đầu mình phải xử lý công việc nó quá nhiều, bắt đầu nó bị mệt mỏi rồi. Rồi chưa kể là phải giao tiếp, phải nói chuyện quá nhiều thứ rồi. Cho nên là cuối ngày khi mà hết công việc rồi á, chỉ muốn im lặng thôi, chỉ muốn ngồi ngắm nhìn đó thôi. Mở đèn lên chút xíu, ngồi ngắm nhìn đó, coi nó làm việc như thế nào. Đôi khi mình nghĩ đây là cũng là một cái hướng để giải tỏa những cái căng thẳng trong cuộc sống. Ok các bạn, rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha, nhiều động lực để làm việc cũng như là nhiều cái cách để mà xử lý cái cảm xúc của mình, giải tỏa những cái căng thẳng của mình. Cuộc sống bây giờ nó rất là căng thẳng, cho nên là nếu mà ai mà biết được những cái cách để mà làm giải tỏa những cái căng thẳng đó thì người đó sẽ có những cái lợi thế rất là tốt luôn. Đó, ngày mai sẽ là một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bye bye. Cái này là Nam Nonê ghẹ sữa rim sa tế, mình đang chuẩn bị để lát nữa mình đi giao hàng ha. Mình xong cái clip này là đầu mình đóng hàng, mình đi giao cho anh em. Ok, bye bye mọi người nha. Thank you mọi người đã xem clip. Bây giờ cho nó đi nghỉ ngơi thôi, chơi nó lâu quá lát nó xì chết, nó mất công lắm.